ngày 15 tháng 6, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự chỉ đạo. 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc tuyên truyền triển khai được các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố vững chắc, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về tư tưởng trong Đảng và toàn xã hội. Hoạt động thông tin tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được tăng cường. Công tác chỉ đạo định hướng được đảm bảo thường xuyên, duy trì tốt hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy các xã phường, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tính đến nay, ban tuyên giáo thành ủy đã phối hợp tổ chức 5 hội nghị báo cáo viên, mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, với tổng số 2.147 học viên, khai thác sản xuất được 1.930 lượt tin bài phóng sự tuyên truyền. Cùng với đó, việc quán triệt xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở tương đối đầy đủ. Trong đó các đơn vị thực hiện tốt các nội dung gồm phường Quang Trung, phường Phương Nam, Đảng bộ công ty nhiệt điện Uông Bí, chi bộ phòng giáo dục đào tạo, chi bộ bảo hiểm xã hội. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị ban tuyên giáo thành ủy, ban tuyên giáo các chi đảng bộ trực thuộc, các xã phường cần quan tâm phát huy hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, tích cực phối hợp với các ban ngành làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, báo cáo tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, chỉ đạo quyết liệt những vấn đề nổi cộm bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội. Song song với đó, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp các ngành từ thành phố đến xã phường trong đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ. Đồng chí đề nghị các đơn vị cần triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, thành phố, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, cân nhắc việc chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội, không tham gia chia sẻ những quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua.